Đây là phiếu nhập kho dầu DO nhưng phiếu nhập kho này sẽ khác với các phiếu nhập kho ở phía trước đó bởi vì ở đây phần mềm đã ghi chú cho các bạn là phiếu nhập kho này là nhập dầu về trước sau đó hóa đơn về sau. Bình thường khi có hóa đơn thì các bạn sẽ vào mua hàng chọn mua hàng trong nước nhập kho và phần mềm tự động sinh ra phiếu nhập nhưng ở đây nếu như mà phiếu nhập về trước hóa đơn về sau thì các bạn sẽ phải nhập tách ra thành hai lần. Lần 1 là các bạn hạch toán phiếu nhập và lần 2 khi nhận được hóa đơn thì các bạn ghi nhận giá trị ở trên hóa đơn. Đối với phiếu nhập kho, các bạn sẽ thao tác trên phần mềm MISA như sau. Chúng ta vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa và vẫn chọn mua hàng trong nước nhập kho để phần mềm tự sinh ra cho chúng ta một phiếu nhập kho. Nhưng ở đây là chưa có hóa đơn nên lúc này các bạn phải tích vào là không kèm hóa đơn. Không kèm hóa đơn này thể hiện là thời điểm hiện tại hạch toán chưa có hóa đơn. Và sau này hóa đơn về thì chúng ta tích nhận kèm còn không có hóa đơn. Tức là sẽ mãi mãi không có hóa đơn đầu vào cho nghiệp vụ đó. Nếu như mà không có hóa đơn thì các bạn phải tích không có hóa đơn. Còn ở đây có hóa đơn nhưng mà hóa đơn chưa về thì các bạn phải tích chọn là không kèm hóa đơn. Nhà cung cấp ở đây vẫn là xăng dầu thủy Dương. Diễn giải các bạn vẫn ghi là mua dầu DO. Ngày hạch toán ngày chứng từ ngày mùng 6 tháng 1. Số phần hàng tiền là dầu DO. Nợ 152 có 331. Số lượng